Hội nạn nhân chất độc gia cam và dioxin thành phố Cần Thơ phối hợp cùng thành đoàn Cần Thơ mới đây đã tổ chức lễ khởi công sửa chữa hai căn nhà cho nạn nhân chất độc gia cam tại quận Ô Môn. Hỗ trợ sửa chữa hai căn nhà cho bà Nguyễn Thị Thắm, ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng và bà Mai Thị Nhạn, ngụ khu vực Bắc Giang, phường Thới Long. Tổng kinh phí 40 triệu đồng do Hội nạn nhân chất độc gia cam và dioxin thành phố Cần Thơ dẫn động xã hội hóa. Đoàn viên thanh niên quận Ô Môn hỗ trợ về ngày công lao động lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam và điều xin thành phố Cần Thơ. Trong năm 2022, thành hội sẽ phối hợp cùng thành đoàn Cần Thơ hỗ trợ sửa chữa 10 căn nhà cho nạn nhân da cam tại các quận huyện với tổng kinh phí 320 triệu đồng.